đẹp thế. Hôm nay đã là 27 âm lịch rồi. Đây có lẽ là chiếc xe cuối cùng đến K-Cam nâng cấp màn hình Android, đó là chiếc Honda Accord đời 2010 xuất Đài Loan. Một chiếc xe sang phân khúc Camry đấy. Xe rất là tốt. Trời mưa 27 Tết.